Bộ ba nhà ảnh Dehan, Mingu và Manse hiện đang được rất là nhiều người yêu mến vì cái hồn nhiên và vô tư của các bé. Thì khi mà mình bị stress hay gì đó thì mình sẽ cần xem một tập phim thì chúng ta sẽ cảm thấy là rất là thoải mái. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm một cái bài tập nho nhỏ về ba bé này, một bài tập cũng hơi đáng yêu. Bài tập của chúng ta là cắt ghép hình ảnh thôi. Thì cũng như những cái bài tập trước thì chúng ta sẽ dùng cái những cái công cụ cắt, ví dụ như là lasso tool. Để chúng ta cắt. Chúng ta sẽ rê theo những cái biên này để chúng ta cắt. Hoặc là chúng ta sẽ dùng cái polygon cũng được. Hoặc là chúng ta sẽ dùng ben. Thường khi dùng trong cắt đối tượng thì các bạn sẽ thấy là đa số chúng ta sẽ dùng ben. Hoặc các bạn có thể dùng công cụ, những công cụ cọ Magic Wand Tool. Thì ở đây có Quick Selection Tool. Chúng ta sẽ thu nhỏ cái cọ, nhỏ hơn đối tượng một chút xíu. Thì đó chúng ta select vào thì nó sẽ lấy được cái vùng nét của đối tượng. Thì các bạn nên dùng Ben. Ở đây mình demo thì chúng ta sẽ dùng nhanh là cái công cụ này. Các bạn có thời gian các bạn có thể dùng Ben. Chúng ta sẽ ghép ba bé vào một cái nền dễ thương nào đó. Các bạn có thể tìm trên mạng, trên Google có rất là nhiều hình nền dễ thương. Chẳng hạn như thế này. Ở đây mình có cái ví dụ như cái hình nền này. Các bạn có thể tìm những hình nền khác dễ thương hơn. Ctrl A, Ctrl C, là Ctrl V bát vào. Các bạn sẽ kéo xuống. Phần nền chúng ta sẽ cho cái phông á, sau lưng các bé thì chúng ta sẽ cho nó mờ đi một tí để nổi bật các bé hơn. Rồi đối với lớp ảnh của các bé thì chúng ta có thể cho sáng lên một chút xíu. Bạn nhớ chúng ta sẽ cắt đẹp hơn chút xíu nữa ha. Ở đây mình cắt nhanh để cho các bạn xem. Rồi chúng ta vừa ghép được bức ảnh của các bé. Bạn nào thích có bóng vô chẳng hạn thì chúng ta sẽ nhân cái lớp này lên thêm lớp nữa. Chúng ta sẽ chọn lớp dưới. Chúng ta giữ Ctrl click vào cái khung này. Cái khung layer này ha, cái khung hình ảnh layer, giữ Ctrl và giữ vừa click thì nó sẽ lấy được cái đối tượng của chúng ta. Sau đó các bạn sẽ tô màu đen. Chúng ta sẽ Ctrl T, chúng ta kéo lớn cái lớp này lên một chút. Sau đó các bạn sẽ chọn là Filter, Blur, Gaussian Blur để chúng ta tạo cái độ nhòe. Sau đó chúng ta sẽ giảm opacity phần này 100 xuống còn khoảng 50 chẳng hạn. Khoảng 20 mấy. Tiếp theo, giống như là những cái cuốn truyện tranh thì chúng ta sẽ cho thêm những cái stick lời thoại của các bé. Ví dụ như mình sẽ làm như sau thì các bạn sẽ chọn công cụ ở đây. Rectangle tool
Thì khi bạn click vào tam giác nhỏ nhỏ ở đây thì nó sẽ có những cái tính năng phát sinh thêm. Thì chúng ta sẽ chọn là Custom Shape Tool. Khi click vào Custom như thế này, công cụ này, thì chúng ta sẽ có những cái phần shape là những cái đối tượng trong Photoshop nó quy định sẵn cho một vài cái mẫu, thì các bạn có thể ứng dụng vào. Ở đây nó vài có vài một cái sticker để chúng ta gắn lời thoại vào. Ví dụ như mình chọn mẫu này chẳng hạn, nó sẽ vẽ ra. Các bạn thấy quen thuộc không? Ví dụ như trong những câu chuyện Doraemon chẳng hạn, những câu chuyện tranh á, thì chúng ta sẽ có những cái sticker này. Ví dụ như sticker này chẳng hạn ha, tượng trưng cho sự suy nghĩ của nhân vật. Ctrl T để đảo ngược cái sticker chúng ta lại. Các bạn có thể cho nó là một cái bóng chẳng hạn. Cũng giảm opacity xuống. Ví dụ như Manse của chúng ta đang muốn gửi các bạn một nụ hôn đáng yêu của con nít, thì chúng ta sẽ gõ vào đây. Các bạn sẽ gõ là chúng ta cho màu đen. Phông chữ thì chúng ta chọn phông chữ tùy các bạn. Các bạn thích phông chữ này, chúng ta sẽ gắn phông chữ đó vô. Chẳng hạn thế này, thì trong những cái vài cái thao tác đơn giản như thế là chúng ta đã tạo được một cái hình nền cho desktop chẳng hạn, một cái hình nền ba anh em nhà ảnh rất là đáng yêu và dễ thương. Thì chúc các bạn làm được cái bài tập như thế này đơn giản và những bước mình đã hướng dẫn.